Mến chào quý khách, vườn mai Như Huỳnh hôm nay sẽ giới thiệu rất là nhiều loại cho cả nhà mình có thể sưu tầm ha. Thì đầu tiên á quý khách, đó là cái dòng mai đại lộc nha. Và cái đại lộc này của bên Như Huỳnh được con cái là nó 2,5 mùa rồi, là nó cứng cáp, nó có chi cành nhánh luôn. Với lại á, là cái bộ đế á, cái bộ đế là nó rất là quái quý khách. Đây ha, rồi một số cây nữa nè, quý khách có thể thấy nè. Đó, nó cục cục như thế này luôn nè. Nó nổi ha, nổi rễ lên nhìn rất là đẹp luôn. Và đặc biệt cái gốc của nó liền cốt ha, và cái thân trụ này nó cũng to nữa cả nhà. Cao khoảng cỡ 3,5 tấc ha. Đó. Như cây như thế này thì nó quấn rễ đủ kiểu, đây là sao đứng nè quý khách. Đó, mình về mình có thể thấy được ha. Một số thì nó nổi lên như thế này nè. Còn ít lắm thì nó mới nằm ở dưới. Này hình quái nè. Đó. Rồi nó có kiểu như thế này nữa nè quý khách. Đây ha. Đẹp ha cả nhà. Rồi đối với dòng đại lộc này thì hoa của nó là rất là nhiều cánh, và cái form hoa là cực kỳ luôn. Phải nói là nó xuất sắc lắm cả nhà. Nhưng mà thì mình có một số thỉnh thoảng thì năm này không bị, năm sau nó cũng bị đốc. Nhưng mà mẫu này là hàng, này là hàng 2,5 mùa rồi. Năm rồi nó nở rất là đạt luôn quý khách. Đây ha. Nên là mình cứ an tâm nha. Dòng già mùa thì nó ít có bị đốc lắm. Rồi, trời ơi, cây nó đẹp quá nè cả nhà. Nó cao khoảng 35 đến 40 cm ha. Và hàng này của Huỳnh thì có cũng khoảng vài trăm cây nha. 180 một cây. Và 4 cây thì em Huỳnh bao ship 10 em tặng 1 quá quý khách. Và nếu như ai có ý định là muốn ghép á, thì mình lấy mấy cái chèo như vậy ha. Mình chọn những cái chèo như thế này mình ghép. Rồi. À, và giới thiệu tiếp với quý khách, đây là dòng mai giảo Thủ Đức, hoa 8 đến 12 cánh và hầu như là được sưu tầm rất là nhiều bởi vì dễ chăm. Hoa thì bông chùm, bông nó nùi nùi luôn nha. Và đế là đế quái, hầu như toàn bộ những cái lô mai của bên em Huỳnh là nó đế quái, đế nở như thế này. Rồi, hàng này nó liền cốt 100% luôn, cao khoảng 3,5 tấc ha. Đây. Quý khách thấy ha. Rồi giá là 160 một cây. 4 cây là em Huỳnh bao ship, 10 cây là em tặng 1 nha. Nó ra thùm lùm luôn. Cả nhà thấy nè. Cái cơ đọt bây giờ nó cũng khá là ok rồi cả nhà. Khi quý khách nhận hàng á, thì em Huỳnh sẽ bỏ chậu nha. Đó, em cả nhà mình chuẩn bị cái chậu 2 giúp em ha. Đặt hàng thì mình chuẩn bị cái chậu 2 để khi em gửi hàng thì quý khách về mình thay vô, mình để vô cái chậu liền ha. Rồi là thêm những cái giá thể xung quanh cái chậu nha, cho nó im ắng cái cây, chứ đừng lấy ra xong rồi để hẳn luôn ha cả nhà. Mình phải để cho nó vừa, thêm giá thể cho nó vừa cái chậu. Rồi là tưới nước một ngày thấp nhất là một ngày là một lần giúp em. Nếu thấy khô thì mình có thể tưới 2 lần ha, bởi vì nó nằm trên cái chậu nên là nó rất cần nước, rất là khát nước luôn. Đó, lá nó tùm nữa nên nó sẽ mau thoát hơi nước nha quý khách. Đó, mình gán tưới nước nha, đều đặn, và đừng để cho nó khô quá và cũng đừng ẩm quá ha. Rồi, cây rất là đẹp luôn, 160.000 một cây, và 4 cây thì em Huỳnh bao phí vận chuyển, 10 cây em tặng 1. Và đảm bảo với quý khách rằng đó là em Huỳnh đã lựa chọn rồi. Đã lựa trong cái lô là hàng ngàn cây rồi. Đó, để cái đạt được cái mức mà giống như em giới thiệu ha, thì em gửi, nên là quý khách cứ an tâm nha. Đó, em đi vòng một vòng nãy giờ em cho cả nhà xem rồi đó, cứ ngồi đại, cứ lấy đại cho quý khách thôi, nên là cứ an tâm là hàng nó đẹp lắm nha cả nhà. Rồi ha. Rồi bên này nè, Quỳnh có cái lô mai thọ hương á, hoa thơm bông chùm và nhiều cánh và nó dễ chăm nữa. Thì cái mẫu này em bán giá chỉ có 45.000 cây à, cây cao 3,5 tấc 4 tấc ha, cứng cây vô cùng luôn quý khách, lấy chèo lấy nhánh lấy bò được ha. Thì hàng này chỉ có 45.000 cây thôi. 5 cây là em Huỳnh bao ship nha, 5 cây là em bao phí, 10 cây em tặng 1. Thì em thấy là nó cứng lắm chứ không phải là hàng mới ghép thì nó non chẹt lên nha quý khách. Cái hàng này là cứng cốt rồi đó. Bên này thì mẫu này thì nó tùm nhánh hơn và thích hợp cho quý khách nào có thể sưu tầm lấy bao hoặc trồng đất. Đây cả nhà thấy cái cốt giữa không? Đó, nó cũng khỏe ha. Thì quấn đế nè. Đó, em thấy đế nó quái vô cùng nè. Củ nở đế quái, đế nôm gì trời ơi, đủ kiểu hết luôn. Rồi thì giá chỉ có là 75.000 một cây luôn, siêu rẻ luôn cả nhà, 75.000 một cây. Và 5 cây em Huỳnh cũng bao ship, 10 cây em tặng 1. Này. Đó, quý khách thấy ha. Đẹp ha cả nhà. Đó, cao to khỏe.
Thì đối với vườn mai Như Huỳnh thì có rất là nhiều loại mai giống nha quý khách. Và đặc biệt là nó cứng cáp và nó cao để cả nhà có thể lấy bo và dễ dàng trồng nha, thọ hương. Rồi bên này cả nhà, đây là hoa hồng Thanh Tú, loại này thì em bán 100.000 cây, cây cao khoảng 5 tấc luôn. Đó, cái đọt nó đỏ nè cả nhà, cái chèo nó đỏ ha. Rồi lấy bo được ha, trồng rất là ok. Rồi bên này cái dòng dảo Phú Quý á cả nhà, thì một trong những cái dòng dảo mà xưa rồi á, và các chú rất là thích bởi vì hoa của nó úp vô á cả nhà ha. Đối với cái mẫu này thì em bán là 80.000 cây. Ai mà thích cái hoa nó không xè xè thì mình chọn Phú Quý nha cả nhà. 80.000 cây ha, 4 cây bao ship. Rồi hôm nay là siêu rẻ đối với hàng 7 tầng luôn nha. Giá chỉ có 90.000 cây, cây dài 5 tấc luôn. Lấy chèo thoải mái luôn cả nhà. 7 tầng tiên ong. Rồi đây, dảo nu xù cũng vậy luôn, cao nghèo nghẹo luôn, bụi chản luôn cả nhà. Giá chỉ 70.000 luôn ha. Giá siêu rẻ luôn nha. Rồi ngoài ra thì Quỳnh có là thông nhị hoàng huyết long. Thông nhị hoàng huyết long đây quý khách. Nó dài, trời ơi, 6-7 tấc, 5-6 tấc luôn. Đó, nó cao nghèo nghẹo luôn, cả nhà lấy bo. Cao như vậy thôi nhưng mà mình sẽ lấy bo được nhiều chứ không phải lấy bo được ít nha. Mình lấy được tới đây luôn nha cả nhà. Đó, lấy được cái bo vừa này mình lấy được rồi. Đó, chỉ nào cái bo già như này là mình không lấy thôi ha, chứ lấy được tới đây luôn nè. Đó, cả nhà thấy ha. Lấy được cũng nhiều bo nha. Rồi chỉ có 70.000 một cây luôn, 4 cây em mình bao ship 10 tặng 1 luôn quý khách. Siêu rẻ, siêu đẹp luôn nha. Rồi bên này thì Quỳnh có là Tân Châu luôn. Tân Châu này thì 4 cây là giá 380. Tân Châu này hai mùa rồi cả nhà. Đó, liền cốt nè, em thấy có liền cốt luôn rồi nè. Nó rất là đẹp ha. 4 cây là giá chỉ có là 380 luôn á. Siêu rẻ luôn cả nhà. Đế đẹp nè. Đó, cao 3 tấc rưỡi 4 tấc ha. Rồi bên này em có hàng siêu nụ luôn. Dảo siêu nụ nè, nụ là nó khiếp lắm cả nhà. Nụ nó nhạt mắt nè cả nhà thấy không? Thời điểm này mà nụ coi nè. À, cây 101 cây, 4 cây Quỳnh bao ship 10 tặng 1 luôn ha. Dảo siêu nụ. Còn cái dảo Indo mà ở nhà Quỳnh mã cây lớn mà hôm Tết em đứng em chào cả nhà đó, thì cái đó là đây, em ghép nè. Indo 100.000 một cây ha, 4 cây Quỳnh bao ship 10 tặng 1 luôn. Nó dài thường thuộc luôn mấy khách. Rồi bên này một loại đó là mai dảo tự xoắn nè. Giá rất rẻ luôn, chỉ có 90.000 một cây luôn. 90.000 một cây ha. Mai dảo tự quắn. Và cả nhà mình có thể lấy bo được ha. Trồng rất là ok. Em thấy cái chột nó mập 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 không nè cả nhà. Đó. Rồi bây giờ là quý khách trồng cái này nè. À, siêu dễ thương ha. Mình để bàn ha, mình để vô cái chậu đẹp đẹp á, chậu tiểu cảnh á cả nhà, rất là đẹp. Rồi, nếu ai muốn lấy bo thật là nhiều luôn thì mình lấy cái mẫu này giúp em. Cái mẫu này á thì nó là 150 một cây. Nó thơm lùm luôn, không thấy cái gốc đâu luôn quý khách. Cái gốc nó không bự nha, nhưng mà em quắn nó rất khỏe và mạnh. Đó. Cả nhà thấy nè, xoắn cực xoắn luôn nha. Rồi, thơm lùm luôn. 150 cây. Đó. Rồi bên này là cái dòng Phú Tân mà 24 á, mà cái cánh nó to và nó nhiều cánh đó quý khách, thì 100.000 cây luôn ha. Phú Tân 24, dảo này là dảo bạch kim lá cẩm thạch hoa màu vàng, thì cái mẫu này em ghép gốc kền kền không à, 100.000 một cây nha. 100.000 một cây, 4 cây Huỳnh bao ship 10 tặng 1 ha. VIP luôn, VIP chỉ có 70.000 một cây luôn, cực kỳ tốt luôn nè cả nhà. Cút VIP ha. Cút VIP hay còn gọi là cút tri kỷ á. Đó. Dài hơn thuộc. Rồi bên này 2 tầng luôn. 2 tầng của Quỳnh. Ồ, cái gốc này cả nhà siêu đẹp luôn. 70.000. Chỉ có 70.000 một cây luôn. Gốc bao đẹp, bao quái luôn, bao chất lượng luôn cả nhà ơi. 70.000 cây ha. Bên 150 cánh cũng 70.000 luôn nè. Đó. 150 cánh. À, hoa của nó áp với bông sen nhỏ. Rồi. Cái này là Ngọc Mai nè, Ngọc Mai cũng 70 luôn nha. Ngọc Mai 70, đợt đỏ 70 luôn cả nhà. Rất là nhiều giá 70 nha. Rồi bên này đợt xanh nè cả nhà. Đợt xanh này lùng 70 luôn. Rồi, tư long, trời ơi nó cao coi nè. Anh tư cao hết biết luôn cả nhà. Đó, giá chỉ có 70.000 luôn. 70.000 một cây luôn quý khách ơi. Đó ha. Rồi bên này cúc cam luôn nha, cúc cam. Cúc cam á là do nó thân mạnh, cây như vậy là em thấy nó khá rồi nha cả nhà. 70.000 cây và 4 cây là bao ship 10 là em tặng 1 luôn. Tất cả những cái cây nãy giờ mà em Huỳnh giới thiệu là 10 là em tặng 1 ha. Rồi, hoàng hậu dài cả sải luôn. Dài như hoa hậu luôn cả nhà ơi, giá cũng chỉ có 70.000 một cây luôn. Hả? Dài ghê chưa?
Rồi, em có nhị dài và hoàng đế nữa. Hoàng đế thì 70 luôn ha. Hoàng đế 70 luôn. Nhị dài thì hôm nay nhị dài 90 luôn nha cả nhà. Trời ơi, coi nó dài nè. Đó, cái cây nó cũng rất là dài luôn nha. 90 luôn ha. Hồng lộc mai 70 nha. Hồng lộc mai là em ghép góc kền 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 không á. 70 đó. À, và rồi còn một loại nữa đó là vạn thọ cánh xoắn. À, vạn thọ cánh xoắn á. Thì mẫu này em bán là 90.000 cây luôn cả nhà. 90.000 cây luôn ha. Đó, bạn thọ cánh xoắn 4-5-6 tấc luôn. 5 tấc 4 tấc rưỡi 5 tấc luôn cả nhà. 90.000 4 cây bao ship. Và rồi thì quý khách ơi, vườn Huỳnh có rất là nhiều loại ha. Quý khách thích loại nào thì alo cho em. Và chiều nay thì em Huỳnh cũng đóng hàng rất là nhiều. Rất là cảm ơn sự ủng hộ của cả nhà mình ha. Hẹn gặp lại cả nhà mình những video sau. Mến chào, rất là cảm ơn cả nhà đã ủng hộ cũng như là đăng ký kênh. Quý khách nào chưa đăng ký kênh thì muốn xem tiếp video của Huỳnh á, thì mọi người đăng ký bấm kênh hoặc là chia sẻ ha, để tiếp tục xem những video của Huỳnh. Mến chào và hẹn gặp lại.